Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 14 tháng 8 2023. Chúng ta tiếp tục học tập quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Học đến tập 56. Sáng nhân đức làm ký sự một bà cụ, bà bị ung thư đại tràng, mà bà nghe mình giảng pháp khoảng 7 8 năm. Ung thư đại tràng của bà khoảng gần 10 năm. Quý vị biết rằng là nó phù một bên này nè quý vị, rất là bự. Và cái chỗ phù nó có một cục, nó lòi ra khoảng một khúc gì nè, là nó như là một cái cục thịt máu vậy. Mà đó là cái đường để mà truyền ra nước tiểu này kia đó. Thì bà nói những đức là từ khi bà nghe những đức chia sẻ Phật pháp tới giờ, vì là bà thành tâm thành ý chỉ có niệm Phật, bà nghe pháp mỗi ngày. Những đứa hỏi bà có đau hay không, bà nói không đau gì hết. Nhưng mà khi quý vị nhìn cái mục mà ung thư, quý vị nó lòi cục thịt ra khúc, vì nhìn một cái thôi đúng là quý vị thấy kinh khủng gián ốc mình luôn, quý vị. Gián ốc mình nó lòi một cục thịt gì mà nó đỏ như là một cục thịt thịt bò thịt gì vậy à, ghê lắm. Mà cái từ trường ngồi gần bà làm ký sự, quý vị nhẹ nhàng gì đâu, nhìn mặt bà hiền thật thà, không biết gì nhiều. Vừa nhìn người cái là thấy thật thà, không biết gì nhiều. Chỉ biết niệm Phật không, chưa nghe mình giảng pháp. Tâm tư cởi mở, vui vẻ, an lạc. Bà nói đúng một câu: cuộc đời con bây giờ chỉ có niệm Phật, cầu Phật tiếp dẫn. Đúng cái tâm này thôi. Đúng một ngày niệm Phật một ngày, chỉ có niệm Phật, cầu Phật tiếp dẫn vãng sanh cực lạc vậy thôi. Không mong mỏi gì hết. Mà nhìn gương mặt hiền hậu, chân chất, thật thà. Trong lòng như Đức làm đoạn ký sự, như Đức nói đây là tiêu chuẩn niệm Phật giảng sanh. Nghe mình giảng pháp 7-8 năm chờ chỉ biết niệm Phật thôi, không biết gì nữa cả. Mà đặc biệt ung thư không đau. Nhớ, đây là cái tiêu chuẩn của tất cả những người bệnh đau mà niệm Phật tâm chân thành chân thật, vui vẻ trả nợ không đau. Dù là thân thể bệnh đau ung thư lở loét nhưng không đau. Không đau quý vị. Sáng này Đức làm mấy đoạn ký sự hay lắm. Mấy đoạn ký sự này quý vị nên coi đi. Rồi chút mấy chú cũng đưa đoạn ký sự mà bà cụ hay khóc cho mọi người bị coi. Mà đặc biệt quý vị khóc, nhưng mà lạ thay niệm Phật cái mặt vẫn có duyên à. Bà cụ này là những đức mà đến hỏi là khóc, cười cũng khóc, buồn cũng khóc, gọi là bà cụ ưa khóc đấy quý vị. Nhưng mà người niệm Phật cái mặt nhìn vẫn có duyên à. Khóc mà nhìn mặt vẫn có duyên, ngộ lắm, lạ lắm. Nhưng Đức làm những đoạn ký sự đó đưa lên cho vị coi, nó ngắn lắm. Nhưng mà coi để con người chúng ta nhìn nhận. Khi một đời gian nan, lo này lo được lo mắc đủ chuyện, tới khi tuổi già thấy thê thảm quá. Nhìn họ để bản thân mình cố gắng niệm Phật giảng sanh quý vị. Nhớ.
rồi làm đoạn ký sự của chú Hồng chích điện. Quý vị coi đi, nữa những công đoạn đó mấy chú cũng làm xong rồi, mỗi ngày cũng đưa lên cho quý vị coi. Rồi làm cái đoạn ký sự mà cái bà gia đình mà quay heo, trời ơi đúng nghề sát sanh nó thê thảm là sao đâu. Rồi đoạn ký sự của bà cụ ung thư đại tràng, sáng như Đức làm. Ba công đoạn ký sự rất quan trọng. Nhưng Đức thấy rằng là những đoạn ký sự người thật việc thật ngắn, nhưng khi quý vị coi hoặc là gửi cho người thân coi, nó đi vào trọng tâm dữ lắm quý vị, xác thực dữ lắm. Trong chùa đông người quá, mỗi người mỗi cảnh, mỗi người mỗi nghiệp khác nhau. Từ nơi đó mà những Đức lấy những đoạn người nghiệp này nghiệp kia nghiệp nọ để làm những đoạn ký sự để cho quý vị coi, để phiên nhau cố gắng niệm Phật. Những Đức nãy ngồi đây với mấy anh em chút xíu nữa giảng ở đâu, ngồi mà chờ ngoài mưa ấy, Đức nói với mấy chú trong chùa, Đức nói trời thật tiếc bây giờ mưa gió nhiều quá mà con người bây giờ thất nghiệp làm ăn được, mà tình cảnh nhà cửa thì không có tiền, bên ngoài thì mưa dầm khổ lắm, có khi trong nhà vợ chồng lục đục với nhau vì không có tiền, có khi con bệnh đau khóc la không có tiền, cảnh gọi là màn trời chiếu đất khổ quý vị, khổ á. Vì mà chùa mình mỗi ngày gần 2.000 người mà chỉ có niệm Phật, khuyên người niệm Phật mà cuộc sống đầy đủ, các cụ còn được chương trình này chương trình kia cụ vui. Những Đức nói cái công đức niệm Phật bất khả tư nghì như thế nào, quá thù thắng quý vị. Hôm qua giờ những Đức quý vị nó bị đau cổ, giống như lâu lâu vậy, nó giống như ngay chăng cái lỗ mũi này giống như nó gắt cái gì, nó gắt giống như mình muốn hành sốt, gắt ghê lắm. Mà vậy đó mà buổi sáng nhà Đức làm 3-4 chương trình ký sự, mình nói thôi mang cái thân ở cõi đời này, nay khỏe mai bệnh, cái gì làm được thì trong cuộc đời này cố gắng. Những chương trình ví dụ như Đức làm cái đoạn mà hộ niệm có hình thấy mừng ghê. Những đoạn hộ niệm này là để là mãi mãi quý vị, để là mãi mãi rồi đó, cho mỗi một chúng sinh người ta được lợi ích. Cuộc đời mình đến với cõi này có những chương trình mình để là mãi mãi cho người ta để tham khảo luôn. Nói mà chùa mình những Đức làm chương trình trung thu thôi, mọi người khắp nơi nơi coi cũng cảm thấy vui, nhìn thấy cái tình thương mến thương giữa con người đến với con người nha. Thật sự mình hết lòng hết dạ cực lực, chỉ có cái tâm vậy thôi mà sống trong chùa đông ì ì người ta mà ngày nào cũng vui, ngày nào cũng hoan hỷ, cuộc sống cơm ăn áo bận đầy đủ, đúng là công đức niệm Phật bất khả tư nghì. Công đức niệm Phật lớn quá. Nên những Đức nói rằng công đức niệm Phật này chỉ có người niệm Phật mới hiểu, giống như uống nước nóng lạnh tự biết, thù thắng lắm. Sáng mà những Đức làm cái đoạn ký sự mà bà cụ mà ung thư đại tràng, đúng là nhìn một cái cơ thể con người vậy đó, u nặng bự lên gì, một cái cục thịt nó lòi ra ăn khúc gì nữa vậy, trời ơi nhìn gì đâu mà nhìn mình dạng ốc người luôn á. Nhìn Đức nói mình mà ăn thịt chúng sanh, ăn mặn nhìn một cái là ăn không nổi luôn. Vì mà hỏi bà đau mà là không có đau gì chứ, 7-8 năm chờ nghe pháp niệm Phật không có đau gì hết, trước đó còn có đau đớn này kia, sau này khi nghe pháp niệm Phật từ từ là không có đau, nhưng nó cứ vậy mà không có đau.
Bởi vì Ấn Độ người nói rằng niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, niệm lâu dài sẽ chuyển được phàm tâm. Nên cái túc nghiệp nặng nề cỡ nào chỉ có niệm Phật mới tiêu, quý vị nhớ, chỉ có niệm Phật mới tiêu. Nên mỗi người chúng ta cứ siêng năng niệm Phật, áp dụng công đức niệm Phật. Mỗi ngày nghe được pháp môn Tịnh Độ, chân thật siêng năng hành trì pháp môn Tịnh Độ. Pháp môn Tịnh Độ là pháp môn đại thù thắng, tuyệt vời lắm. Quý vị coi cái bản lãnh nhân đức, nuôi nhiều con người gì, lo cho nhiều con người gì, giảng pháp mỗi ngày là từ đâu mà ra? Niệm Phật mà ra. Từ niệm Phật mà giảng pháp nè, rồi làm nhiều việc nè, lo cho con người nè. Rõ ràng những đức nói là mình làm việc cho Phật A Di Đà, chân thật làm việc cho Phật A Di Đà, làm việc cho Phật A Di Đà rõ ràng luôn. Bữa nay thứ năm mà lê quay thứ bảy này, trung thu người ta về rất đông. Thật sự mà nói ai cũng muốn tìm chúng bình an để đến, quý vị. Nên nào bình an là người ta thích đến, bình an an vui là người ta thích đến. Là nơi chốn bình an ta tìm về, rõ ràng. Những đức nói quý vị chỉ cần nghe Phật pháp, tin sâu nhân quả, tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc là quý vị bình an liền. Trong cái cuộc đời này, giàu nghèo đẹp xấu quý vị cũng khó có cái bình an lắm. Giàu có cái lo của giàu, mà nghèo có cái lo của nghèo. Đẹp có cái lo của đẹp, mà xấu có cái lo của xấu. Chỉ có cái tâm nhớ Phật, niệm Phật, cầu sanh cực lạc, bình an. Trong mọi hoàn cảnh quý vị sẽ bình an. Nhà Đức nói 100%, trong mọi hoàn cảnh quý vị sẽ bình an. Có người thì biết đủ thường vui, quý vị à. Mình mà biết đủ là thường vui à. Nên cái nhớ niệm Phật cái việc này quan trọng. Nên đi đứng nằm ngồi cái siêng niệm Phật, quý vị. Cái công niệm Phật, cái công đức niệm Phật bất khả tư nghị. Có người bây giờ đang khỏe ăn gì, có khi một ngày nào bệnh đau đến với mình bất tử. Mỗi ngày mình thường nghe ăn gì, khi bệnh đau hay sự cố gì trong cuộc đời đến với mình, quý vị sẽ bình thản. Nếu như một con người không nghe được Phật pháp, khi sự cố bệnh đau chuyện này chuyện kia đến với mình, bất chợt trở tay không kịp. Những đức nói chùa mình áp dụng những buổi chia sẻ Phật pháp, những đức bây giờ nói trực tiếp gì thôi là đã có nhiều người nghe. Cái thời khóa tu thôi đã có nhiều người tu chung. Chùa mình là về cái trực tiếp là nó có khi nó không cao cấp bằng nhiều nơi của người ta. Khi trực tiếp mà nó mạng yếu này kia, mà cái lượng người mà bây giờ coi trực tiếp chùa mình là rất đông, rất là đông luôn. Từ cái thời khóa tu mà đưa lên người ta vô tu rất đông, nhiều trang người ta vẫn vô tu đông. Đưa thời khóa tu lên là người ta vô tu đông. Vì sao? Vì cái thời khóa tu nhà Đức đã tính kỹ rồi. Vô người ta tu được, tiện tu, quý vị à. Nó rất là gọn, rốt ráo gọn. Nhưng Đức nói trong cái thời cuộc này tu hành, cái phương pháp tu nào mà mình đưa ra rốt ráo gọn là người ta áp dụng. Còn lửa nhựa là tự nhiên người ta không áp dụng được, không áp dụng. Vì thời gian của người bây giờ có đâu mà áp dụng lửa nhựa. Cái gì mà rốt ráo là người ta áp dụng liền. Thời khóa tu của mình 20 phút niệm địa chung, 45 phút lễ Phật. Bây giờ trước thời gian đó có một đoạn ngắn nói chuyện chút tí ti. Mình nghe một cái mình dũng mãnh tinh tấn, mình phấn chấn người lên. Ngồi niệm Phật địa chung 20 phút lễ Phật, 45 phút. Thời khóa chỉ có khoảng tiếng đồng hồ, 1 tiếng, 5 phút, 10 phút. Vậy thì áp dụng được rồi quý vị. Rất là tiện lợi, rất dễ dàng. Nên bây giờ cả chia sẻ Phật pháp,
Mỗi ngày mà người ta nghe hai buổi giảng của mình, một câu ai vật niệm đến cùng quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quá. Tại vì nó rốt ráo, nó gọn. Thí dụ như vậy, vị giảng pháp mà gọn hai mấy phút, 30 phút đổ lại gì, người ta dễ nghe, dễ nhớ. Mình sắp xếp việc gì gọn, dễ nghe, dễ nhớ, trọng tâm. Nguyên cái đại chúng của chùa mình đông, mỗi ngày họ niệm Phật, việc gì sắp cũng dễ. Vì sao? Vì ai cũng lo niệm Phật cầu sanh cực lạc hết. Vô chánh điện tu bước ra là bấm số niệm Phật à. Cứ niệm ai với đạo Phật bấm, ai với đạo Phật bấm, ai với đạo Phật bấm. Cứ trong chánh điện tu bước ra là bấm số niệm Phật à. Mà cái miệng này mà niệm Phật là không có chuyện xảy ra. Cái miệng này mà không niệm Phật là có chuyện xảy ra liền. Nên tất cả quý vị phải nhớ, mót có Phật hiệu là việc đặc biệt nhất. Nhớ Phật niệm Phật là im, không có chuyện gì xảy ra. Còn không niệm Phật là có chuyện xảy ra. Làm gì gì cái miệng cũng niệm Phật, mà rảnh cũng càng niệm Phật. Vậy thì tất cả việc đều bình an, vui vẻ, an lạc. Ê, áp dụng thử đi. Bây giờ ngồi đó rầu rĩ cũng được gì đâu. Bây giờ làm ăn không được, buôn bán không được, mà ngồi đó buồn nữa thì có được gì đâu. Có khi niệm Phật con người nó còn an lạc, khi nó sanh phước báo, khi nó còn có những sự việc lợi ích lớn xuất hiện xảy ra. Nên pháp môn tịnh độ này áp dụng vào mỗi hoàn cảnh, mỗi lúc, mỗi nơi, mỗi việc được lợi ích. Thì tại chùa thì nhìn thấy rõ ràng, có nhiều người nên đặt câu hỏi, ủa không làm gì chân niệm Phật là Phật cho cuộc sống mà. Tôi không biết việc này, nhưng mà tôi thấy rõ ràng đó. Tôi thấy rõ ràng luôn. Trong cái bộ nguyện của Di Đà, không phải là Phật cho và gì, nhưng mà cái nguyện của Ngài, giống như cái nguyện của Ngài là cái người niệm Phật là được hộ trì sao. Chắc chắn quý vị luôn. Thì khuyên người ta niệm Phật rồi, cái nơi người niệm Phật là được sự hộ trì sao, quý vị phải tin. Giống nhiều đời nhiều kiếp là cái nguyện của các ngài là người niệm Phật sẽ được hộ trì. Thì bây giờ quý vị niệm Phật là tự nhiên lạ lắm. Như chùa mình làm kinh doanh gì, nhiều người người ta có phương tiện làm ăn này kia, người ta lại chùa mình ta tu, người ta nói trời ơi, chùa cho chọn gì sao mà sống nổi chàng. Mỗi ngày thầy không có cái đầu vô gì chứ người sống làm sao. Vậy thì bao nhiêu năm nay, cả chục năm nay sống làm sao. Nhưng Đức thấy rõ ràng, làm nhỏ thì có nhỏ, mà làm lớn thì có lớn. Không làm thì không có, thì thấy không? Chỉ cần làm việc cho Phật A Di Đà thôi, cuộc sống gì cơm ăn áo bận khỏi cần lo. Nên những Đức nói với vị, vị chỉ cần niệm Phật thôi, tự nhiên cái gia đạo quý vị ổn định, cuộc sống không thiếu, đừng sợ. Cứ niệm Phật đi, cứ tin Phật đi. Nên những Đức nói trẻ trẻ bây giờ mạng internet đồ này kia đồ, biết đem những buổi giảng như Đức chia sẻ ra, mở rộng ra, lập trang đồ, đưa những buổi Phật pháp vào, rồi trang TikTok đồ, cắt những công đoạn quan trọng hay đưa lên. Nhiều người giờ người ta làm hay lắm, cái đoạn như Đức giảng có cái mặt không, ở dưới một cái hình minh họa hay, coi thu hút mà hết. Khi một đoạn ngắn như thế, quý vị mà bị truyền tải Phật pháp cho người ta nghe được. Cho những con người mà gấp mong cho nó nghe những công đoạn mà quan trọng tóm tắt, rồi ghi thêm cái trang của mình chỉ cho người ta để nghe những bài pháp từ đầu tới cuối luôn. Từ cái ngắn mà dẫn dắt người ta đi vào những bài pháp chính cho người ta nghe. Nói mà tuổi trẻ mà làm những việc này thôi, rảnh hàng ngày làm đi. Nhưng Đức nói cái phước duyên bị cực kỳ lớn luôn. Đã là cái phước duyên lớn rồi thì sự nghiệp cuộc sống tự nhiên phát triển, việc tốt sẽ đến với mình. Mỗi ngày rảnh rỗi lấy những bài giảng, làm cách sao đưa lên mạng, cứ rảnh làm gì thôi, mỗi sản phẩm đưa ra bao nhiêu người được coi được lợi ích.
Nhiều người ta bình luận, người ta cảm ơn mình thôi, trong lòng mình cảm thấy vui. Đây gọi là biết tu, phước báo nhân duyên lớn. Nào là những đoàn ký sự, những đức làm, những buổi giảng, quý vị coi bao nhiêu chất xám bỏ ra. Quý vị biết áp dụng thì quý vị sẽ được lợi ích cực kỳ lớn luôn. Chỉ cần biết áp dụng thì lợi ích cực kỳ lớn. Còn nếu không biết áp dụng thì quý vị không biết tu phước tu duyên. Ngồi đó bấm điện thoại, bấm điện tử rồi chứ. Giờ như nước đó bây giờ ngồi bấm điện tử, bây giờ chúng ta ngồi bấm ai với đạo Phật, ai với đạo Phật. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Có người niệm Phật còn nhắc mình hiếu với cha mẹ. Còn bây giờ tuổi trẻ bây giờ vô dụng, ngồi đó bấm điện tử. Những người lớn chồng ngồng cũng bấm điện tử. Phải chỉ ngồi đó lập trang đưa những bài pháp vô cho người ta nghe. Quá ý nghĩa, cuộc đời sống đúng là ý nghĩa. Còn nếu không làm thăng đi thịt chạy, chết gục theo cỏ cây, sống uổng phí một đời. Có những người lớn chồng ngồng luôn quý vị, mà bấm điện tử đồ chơi, ngồi nói chuyện nghiêu ngao chơi, không biết tu phước tu duyên. Đúng là thiếu phước duyên thì làm sao nhìn nhận được tu phước tu duyên. Rõ ràng thiếu phước duyên thì làm sao nhìn nhận được tu phước tu duyên. Mỗi ngày như Đức lo tới gần 2.000 con người chỉ có phiên niệm Phật, làm nhiều chương trình ký sự này kia đâu, dù là gần cổ đau rát luôn quý vị, hôm qua giờ mà vẫn không có ngừng nghỉ. Lấy cái máy niệm Phật kéo nó sát lên để ngay gần cổ bật niệm Phật, đau đau gì tiếng vẫn là nghe được. Một hai ngày cũng hết thôi. Nên mình tin câu Phật hiệu, mình áp dụng gì đó quý vị. Mọi lúc mọi nơi những đức đều tin câu Phật hiệu áp dụng trong cuộc sống những đức. Đó. Người ta ung thư đại tràng quý vị coi, niệm Phật mà không đau, kinh chưa? Đúng là mắt thấy tai nghe rõ ràng, xác thực 100%. Giết rồi con người mình, đối với danh hiệu ai với đạo Phật, lòng tin kiên cố lắm vị. Cứ dùng cái máy bấm số này nè, móc có Phật hiệu đi, chùa mình đông người bình yên là ngay chỗ là lo niệm Phật mà bình yên đó. Đừng có dính dáng chuyện gì của người ta, không dính dáng tới mình, cứ niệm Phật đi. Niệm Phật là lợi ích lớn nhất. Những đức đi tu gặp ngay với môn tịnh độ, đúng là lợi ích này quá lớn. Lợi ích quá lớn. Chân thật nhiệt tình niệm Phật đi. Đúng rõ ràng. Công đức niệm Phật bất khả tư nghị. Phải tin. Tin 100%. Bất cứ một sự cố gì trong cuộc đời này, chỉ cần chân thật niệm Phật là lợi ích lớn, chắc chắn luôn. Mỗi con người nghe gì để bồi dưỡng hoài, để cái tâm nhớ Phật niệm Phật của mình không có nguội. Nó cứ ham nóng mình hoài cái việc nhớ Phật niệm Phật, nhớ Phật niệm Phật, nhớ Phật niệm Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Cứ niệm. Cứ niệm Phật đi. Cứ nhớ Phật đi. Cái lợi ích này quý vị mà chân thật niệm Phật đi rồi quý vị sẽ biết. Có những việc trong cuộc đời này tự nhiên quý vị sẽ hiểu. Có những cái khổ đau trong cuộc đời tự tan biến. Có những cái bế tắc trong cuộc đời tự mở thông. Có những cái việc quý vị giống như bị bế tắc mà chỉ có niệm Phật mở ra liền. Hay vậy đó. Cả sự khổ đau trầm luân vô lượng kiếp, niệm Phật còn giải quyết được vấn đề sanh tử. Không chỉ cái khổ trong cõi đời này, cái khổ đau mà vô lượng kiếp đọa lạc trầm luân mà bây giờ gặp tịnh độ mà niệm Phật còn giải thoát được. Nghiệp chướng vô lượng kiếp mà niệm Phật còn tiêu. Không chi cái chuyện thế gian, phải tin chứ. Chỉ cần chân thật niệm có Phật hiệu này là ít lớn gì đó. Nên mỗi người cố gắng niệm Phật, siêng năng niệm Phật, tinh tấn niệm Phật, tín nguyện kiên cố niệm Phật. Mỗi ngày chúng ta nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Bất cứ lúc nào Phật A Di Đà đến trước chúng ta là chúng ta sẽ theo Phật A Di Đà về Tây Phương Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc.
A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.